Trong buổi gặp gỡ báo chí trước khi U23 Việt Nam bắt đầu hành trình tới Thái Lan tham dự giải vô địch U23 Đông Nam Á 2023, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đưa ra một yêu cầu bất ngờ: "Tôi hy vọng các anh chị phóng viên sẽ đặt những câu hỏi khó khăn. Tôi sẽ không ngại trả lời tất cả." Trong khi nhiều huấn luyện viên thường tránh báo chí để tránh rắc rối, ông Hoàng Anh Tuấn lại tỏ ra tự tin. Lý do không phải là việc ông tự đề cao bản thân, mà là ông muốn báo chí hiểu rõ công việc và đội tuyển để mang lại những thông tin chính xác. Những người đã từng cộng tác với huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đều đồng tình rằng ông là một huấn luyện viên khắt khe và nghiêm khắc. Dưới sự dẫn dắt của ông, các cầu thủ trẻ thường phải đối mặt với những bài tập căng thẳng về thể lực, đặt ra các kịch bản tập trận chiến thuật khó khăn. Ngay cả khi đội thắng đậm, ông vẫn tìm ra những điểm cần cải thiện và không ngần ngại chỉ ra sai lầm. Tuy nhiên, ông thừa nhận, trên sân, tôi khá khó tính, tôi sẽ chỉ trích cầu thủ ngay nếu họ lơ là. Nhưng khi rời sân, tôi thường thân thiện và gần gũi với họ. U23 Việt Nam tham gia giải U23 Đông Nam Á 2023 với đa phần cầu thủ dưới 20 tuổi. Mặc dù Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF, chưa đặt ra chỉ tiêu cụ thể, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tự áp lực bản thân bằng mục tiêu giành vé vào chung kết và tạo cơ hội cho nhiều tài năng trẻ được ra mắt trong đội tuyển quốc gia. Trong 8 năm gắn bó với công việc tại các lứa U của VFF, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã đóng góp không ít cho việc phát hiện, đào tạo và huấn luyện nhiều tài năng bóng đá Việt Nam. Sự thành công của đội tuyển quốc gia dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có phần nhờ đến ông Hoàng Anh Tuấn, vì những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay từng cùng ông giành vé tham dự U20 World Cup 2017.